Vâng anh xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khánh Báo TV à, như thường lệ thì à, lời đầu tiên Khánh Báo xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn tất cả các cô chú anh chị à, trong và ngoài nước à, xin được kính chúc cho quý vị luôn thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và được bình an cho cuộc sống nhé thì à, những cái thông tin mới nhất à, hôm nay thì à, Khánh Báo TV muốn cập nhật muốn chia sẻ đến các quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo liên quan tới vụ việc của em Vũ trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị thì uh, liên quan tới cái bảng di trúc của em Vũ thì như các quý vị cũng đã biết như uh, bà Vân thì uh, thuộc một cái diện là không có liên quan. Thì trong cái quá trình trước đây như thế nào thì mình cũng không hiểu sao lý do gì mà bà Vân lại uh, bán được cái mảnh đất đó của em Vũ. Và như các quý vị có thể uh, sang kênh s TV anh ấy cũng đã tiếp cận rất là nhiều những cái uh, cô dì, chú bác vòng quanh khu vực của em Vũ ở và anh ấy cũng đã tìm hiểu rất là kỹ càng những cái uh, người mà thực sự đứng ra làm chứng cũng như lên tiếng về cái vụ việc của em Vũ. Thưa quý vị, uh, hôm nay thì tôi cũng uh, chỉ muốn uh, nói với các quý vị một chút qua cái uh, bảng di chúc của em Vũ và cũng để mong uh, cho mọi người chúng ta hiểu được và nắm bắt được cái di trúc là như thế nào và uh, em vũ và bản di trúc thì nó sẽ liên quan như nào và uh, cái chữ ký cũng như là cái di trúc nó diễn ra như nào thì người nào là có quyền hay là không có quyền trong cái video này thì chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vấn đề di trúc này nha thưa quý vị uh, mình sẽ cập nhật qua cho các quý vị biết những cái thông tin uh, về cái bảng di trúc này nha để xác định uh, di chúc có hợp pháp có giá trị và không bị giả mạo thì cần phải thực hiện thủ tục giám định di trúc quy định về giám định di trúc giám định chữ ký trong di trúc sẽ được đề cập trong nội dung bài viết của luật Minh Khuê dưới đây À thưa quý vị thì nếu bản di trúc và cái chữ ký thì sau khi mà xảy ra tranh chấp ví dụ như là gia đình em Vũ đây thì người ta sẽ pháp luật người ta sẽ cần phải có cái đối chứng tức là cái để xác định di chúc có hợp pháp hay không và cái có giá trị và không bị giả mạo đó, thì cần phải thực hiện cái thủ tục giám định di trúc quy định về giám định di trúc, giám định chữ ký trong di trúc sẽ được đề cập trong nội dung bài viết đó thưa quý vị thì cái di chúc này nó cũng rất là quan trọng biết đâu cái di chúc nó lại là giả chẳng hạn thì mình cũng xin tiếp tục nói chuyện với các quý vị những cái quy định về di chúc nha. Một là quy định về giám định di trúc, giám định chữ ký trong di trúc. Việc giám định chữ ký trong di trúc là một thủ tục cần thiết khi giải quyết vụ án dân sự để nhằm mục đích giúp cơ quan có thẩm quyền có thể xác định được một số chứng cứ trong vụ án đó là thật hay giả, có chính xác hay không. Đó. Căn cứ theo quy định tại Điều 102 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 và Luật Giám định Tư pháp 2012, việc giám định chữ ký trong di trúc được thực hiện trong các trường hợp cụ thể như sau. Việc giám định chữ ký trong di trúc được thực hiện theo yêu cầu người yêu cầu giám định. Người yêu cầu giám định phải được sự phải đương sự trong vụ án đó, thưa các quý vị, quý vị có hiểu không ạ? Việc giám định chữ ký trong di trúc được thực hiện theo yêu cầu của người yêu cầu giám định. Người yêu cầu giám định phải là đương sự trong vụ án. Thì tức là em Vũ này vẫn là cái người mà đang đương sự ở trong cái câu chuyện này. Đó, thưa quý vị. Việc giám định chữ ký trong di trúc được thực hiện khi đã yêu cầu tòa án trưng cầu giám định mà tòa án từ chối trưng cầu giám định thì người yêu cầu có quyền tự mình yêu cầu giám định chữ ký chữ viết trong vụ án dân sự đó quyền yêu cầu giám định chữ ký trong di chúc sẽ chỉ được thực hiện trước khi tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm à, trình tự thủ tục thực hiện giám định di chúc giám định chữ ký trong à, di chúc cụ thể như sau đó thưa các quý vị là à, tức là bên cơ quan công an người ta cũng rất là sợ cái uh, di trúc giả cho nên người ta cũng phải giám định uh, chữ ký này giám định chữ viết thì uh, em vũ vẫn là cái người mà đang thuộc cái diện nằm trong cái uh, mục của cái cái uh, di trúc này cho nên uh, cái việc uh, tới đây thì chưa biết bà vân sẽ thế nào vì cái di trúc này trước khi ông nội của vũ đã làm và đã để cho ai thì các quý vị biết rồi đúng không ạ thế còn việc bà vân bà ấy bán ờ uh, bà ấy bán cái đất này lý do như thế nào <laughs> thì uh, chúng ta cũng còn chưa biết được uh, cái hành trình của bà ấy làm cái việc là bà ấy bán thế nào thì chúng ta chưa biết được đúng không ạ tiếp theo là bước một là chủ thể là người yêu cầu giám định <laughs> sẽ được có trách nhiệm sẽ uh, giám định sẽ có trách nhiệm phải gửi văn bản yêu cầu giám định <laughs> văn bản yêu cầu giám định đó Tư pháp sẽ cần phải được gửi kèm theo đối tượng giám định, các tài liệu, đồ vật có liên quan nếu có và các bản sao giấy tờ chứng minh mình là người đương sự. Đó tức là như em Vũ là phải chứng minh mình là người đương sự thưa quý vị. Ở trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc là người đại diện hợp pháp của các đương sự đến cá nhân tổ chức thực hiện giám định đó các quý vị uh, có thể thấy tức là văn bản yêu cầu giám định tư pháp sẽ cần phải được gửi kèm theo đối tượng giám định các tài liệu đồ vật liên quan nếu có và các bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự phải chứng minh mình là, là đương sự ở trong vụ việc dân sự vụ án hành chính nguyên đơn dân sự bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc là người đại diện hợp pháp của đương sự đến cá nhân, tổ chức thực hiện giám định. Đó, nó còn rất là cái nhiều tình tiết thưa quý vị mà cái tình tiết này thì thưa quý vị là như em Vũ là thuộc cái diện là đương sự thì cái việc mà lấy lại cái đất này thì thật sự chúng ta sẽ sẽ có khả thi rất là cao bởi vì là cái bản di trúc này thì các quý vị cũng đã biết là em vũ là thuộc cái diện đương sự thì đương nhiên em ấy cũng phải gửi đơn để mà sẽ được giám định rồi giám định mà cái đó mà chính xác <laughs> thì là tức là ai để lại cho vũ thì các quý vị sẽ hiểu đúng không ạ văn bản yêu cầu giám định tư pháp phải có các nội dung cụ thể sau đây nội dung về tên à, về tên tổ chức hoặc họ tên người yêu cầu giám định, nội dung yêu cầu giám định, nội dung về tên và đặc điểm của đối tượng giám định. Nội dung về tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo nếu có. Nội dung về ngày tháng năm yêu cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định. Chữ ký này, họ, tên, người yêu cầu giám định. À, tức là bước 2 là giao nhận hồ sơ đối tượng trưng cầu yêu cầu giám định. Đó, giao nhận hồ sơ đối tượng trưng cầu yêu cầu giám định thì tức cái này là nó thuộc về như là ví dụ như là bà Vân đã yêu cầu giám định đó mọi người bởi vì nghi ngờ là cái di chúc giả thì phải yêu cầu giám định đó quý vị căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì các hồ sơ đối tượng trưng cầu yêu cầu giám định sẽ được uh, giao nhận trực tiếp gửi cho các chủ thể là những cá nhân tổ chức thực hiện giám định qua đường bưu chính uh, việc giao nhận tiếp hồ sơ đối tượng trưng cầu yêu cầu <laughs> yêu cầu giám định tới những cá nhân tổ chức thực hiện giám định sẽ cần phải được lập thành biên bản biên bản giao nhận cần phải có nội dung sau đây biên bản giao nhận cần phải có thời gian địa điểm điểm giao nhận hồ sơ giám định biên bản giao nhận cần phải có họ tên người đại diện của biên giao và biên đối tượng giám định đó thưa quý vị Bên bản giao nhận cần phải có quyết định trưng cầu hoặc văn bản yêu cầu giám định đối tượng cần giám định tài liệu đồ vật có liên quan. Biên bản giao nhận cần phải có thông tin về cách thức bảo quản đối tượng giám định tài liệu đồ vật liên quan khi giao nhận. Biên bản giao nhận cần phải có thông tin về tình trạng đối tượng giám định tài liệu đồ vật có liên quan khi giao nhận, chữ ký của người đại diện bên giao và bên nhận với đối tượng giám định đó tức là bước 3 là người yêu cầu giám định nhận kết quả giám định à, thưa quý vị là ở đây là người ta đã ghi đầy đủ hết tức là người đương sự thì như em vũ là người đương sự đúng không ạ thì bây giờ à, ví dụ như là có à, bên nhà bà vân đó, có nghi ngờ về cái bản di trúc này à, không biết là giả hay là thật thì ví dụ như khi mà kiện tụng nhau thì ra tòa thì phải yêu cầu giám định bản di trúc thì như em Vũ thì cái bản di chúc này thì hoàn toàn là các quý vị không phải lo nữa vì cái bản di chúc này thì đương nhiên sẽ thuộc về Vũ và cái câu chuyện này nó cũng sẽ đến một cái hồi mà mình cũng mong muốn là đến một cái hồi kết thật đẹp để mà cho em Vũ sẽ lấy lại được căn nhà của mình thưa quý vị khi thực hiện giám định hoàn thành các chủ thể là những cá nhân tổ chức thực hiện giám định theo quy định sẽ có trách nhiệm giao lại đối tượng giám định cho các chủ thể là những người trưng cầu đó yêu cầu giám định trừ trường hợp pháp luật quy định khác, chủ thể là người trưng cầu yêu cầu giám định sẽ có trách nhiệm nhận lại đối tượng giám định theo quy định của pháp luật. Việc thực hiện giao nhận lại đối tượng giám định sau khi cái việc giám định đã hoàn thành sẽ được thực hiện theo đúng các cái quy định của pháp luật. Việc giao nhận đối tượng giám định phải được lập thành biên bản. Làm thế nào để xác định di trúc giả hay thật? Đó các quý vị có nghe thấy không ạ? căn cứ để xác định di trúc được lập là di trúc giả hay là di trúc thật có nhiều cách để thử khác nhau có thể hiểu di trúc giả tức là di trúc không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật không có giá trị hiệu lực à, thi hành để xác định một bản di trúc là giả thông thường sẽ căn cứ vào cái nội dung và những cái hình thức của bản di trúc đã được lập yếu tố xác định di trúc giả như à, câu từ trong di trúc có nhiều mâu thuẫn gây uh, khó hiểu nhầm lẫn di trúc được lập có cái dấu hiệu đã bị sửa chữa bôi xóa không rõ ràng một trong những cái hình thức để mà xác định di trúc giả uh, làm giám định di trúc phạm vi bài viết này sẽ tìm hiểu về hoạt động giám định di trúc đó để xác định di trúc giả thì thông qua những hoạt động giám định di trúc thường sẽ căn cứ vào các dấu hiệu như sau chữ ký uh, dấu vân tay trên di trúc không khớp với chữ ký dấu vân tay của người có tài sản muốn lập di chúc nghi ngờ và có chứng cứ đó các quý vị có nghe thấy không ạ vì là người ta giám định thì người ta phải xem cái bản di trúc hiện thực và những cái chữ ký ví dụ như trước đây của những cái người có tài sản Ở người có tài sản thì chắc chắn là người ta sẽ rất là nhiều chữ ký thì người ta phải đối chấp hoặc là những cái gì đã chỉnh sửa thì sẽ không bao giờ được nhưng thì riêng với em Vũ thì các quý vị cũng phải yên tâm vì là cái uh, di trúc đã dành cho Vũ thì đương nhiên tới đây thì một số người chắc chắn cũng sẽ phải uh, trả lại những cái gì mà đã gọi là cướp đoạt của em Vũ đó mọi người. Uh, nghi ngờ và có chứng cứ chứng minh tại thời điểm di trúc được lập, người có tài sản theo di trúc không minh mẫn, có dấu hiệu bị người khác tác động, bắt ép có nhiều từ ngữ câu văn trong di trúc bị sửa chữa thay đổi đó nếu như mà bị ép buộc thì cái di trúc nó sẽ không có theo trình tự nó sẽ không theo một cái quy định uh, theo một cái lối nhất định nó sẽ bị lung tung và nó sẽ không hợp pháp thôi mọi người uh, thời điểm giám định di trúc thì hoạt động giám định di trúc sẽ được thực hiện trong giai đoạn vụ việc đã được đưa ra tòa án xét xử di trúc được công bố và một bên trong những chủ thể có liên quan nghi ngờ di trúc bị làm giả đó nếu đơn cầu giám định nộp tại tòa án cấp có thẩm quyền trên cơ sở uh, tiếp nhận đơn tòa án sẽ ra quyết định trưng cầu giám định di trúc cụ thể uh, nếu như uh, yêu, cụ thể là thực hiện hoạt động giám định chữ ký hoặc giám định dấu vân tay trên bản di trúc được lập vậy để xác định di trúc giả hay thật thì bạn có thể nộp đơn yêu cầu giám định uh, nộp tại tòa án uh, có thẩm quyền để được xem xét cho mọi người thì tức là mọi người phải biết là trong cái quá trình này thì tại sao mọi người lại phẫn nộ mà mọi người lại rất là mạnh mẽ trong cái việc muốn lấy lại cho em Vũ, muốn lấy lại cái đất này cho em Vũ. Đương nhiên cái bản di trúc này thì các 100% nó sẽ có hiệu lực. Thì có hiệu lực thì nó đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ cùng nhau khởi kiện nộp đơn lên tòa án nhân dân quận 12 thì yêu cầu tòa án nhân dân xem xét và sẽ có được một những một trong những cái buổi họp một trong những cái buổi mà uh, phiên tòa ta xét xử thì uh, mong các quý vị uh, chúng ta hãy cùng nhau uh, lên tiếng ủng hộ để mà đồng tình theo những cái ý kiến để mà giúp cho uh, em Vũ sẽ sớm lấy lại được cái ngôi nhà của mình thì như các quý vị biết là uh, ông của Vũ thì đó cái di chúc thì là như nào các quý vị hiểu uh, chúng ta rất là hiểu cái di chúc đó rồi đúng không ạ thì cũng mong các quý vị ủng hộ thêm cho chúng tôi để chúng tôi có thêm những cái động lực để mà tiếp tục cập nhật quý vị xin chào hẹn gặp lại quý vị